Xin chào mừng các con đến với lớp học phát triển tư duy toán cho học sinh lớp 4. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho tất cả các thành viên ở trong phòng học ngày hôm nay. Rồi, cảm ơn các con. Lớp chúng ta hôm nay còn có một thành viên mới là bạn Đức Quân. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay để chào đón bạn Đức Quân nào. Ok, thầy xin phép là sẽ tắt mic. Khi nào mà thầy cho các con yêu cầu các con nói, thầy sẽ bật mic sau nhé. Bởi vì tắt mic để cho nó âm thanh nó được rõ nét khi thầy quay video bài giảng. Và quay video bài giảng xong thầy lại gửi lên trên nhóm lớp cho các con để các con được học lại. Yes, ok. Cho thầy hỏi bao nhiêu bạn đã sẵn sàng cho buổi học ngày hôm nay, comment cho thầy hai chữ S gì là sẵn sàng đi nào. Đúng rồi, chúng ta đã sẵn sàng nhá. Hôm nay chúng ta sẽ học về chuyên đề dãy số thú vị. Tức là chúng ta sẽ học về dãy số. Các bạn dở tài liệu ra. Hôm nay chúng ta sẽ học dãy số nha. Vậy dãy số của nó là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu. Cái phần thứ nhất là kiến thức cần ghi nhớ. Trong dãy số ấy thì nó có mục thứ nhất là dãy số cách đều. Trong vở các con có, các con viết vào dãy số cách đều. Dãy số cách đều có nghĩa là như thế nào? Ở đây các con viết vào, lát nữa thầy sẽ hướng dẫn giải thích cho con sau. Là các số hạng liên tiếp trong một dãy, trong một dãy số nó hơn kém nhau một khoảng không đổi thì đó là dãy số cách đều. Các con viết vào cho thầy Thành, viết vào trong vở nhé. Dãy số cách đều thì các số hạng liên tiếp trong một dãy số hơn kém nhau một khoảng không đổi. Các con viết vào đây. Các con viết xong thì các con comment cho thầy số 1 nào. Ok, thì đây này, cho thầy Thành hỏi là bao nhiêu bạn đã từng biết hoặc là từng nghe hoặc từng học về dãy số, thì các bạn comment số 5. Còn bạn nào mà hôm nay mới được biết và thấy đây là nội dung kiến thức hoàn toàn mới thì các bạn comment số 6. Nhưng bạn nào mà thấy đây là kiến thức về dãy số thì cũng là nội dung mới, các bạn comment số 6 cho thầy. Yeah.
Ok, thế nó đơn giản như này này. Thì ví dụ nhá, ta cứ có một cái dãy số như sau. Ví dụ như cái dãy số 0, 1, 2, 3. Thì đây là một dãy số. 0, 1, 2, 3 là một dãy số. Và đây nó gọi là dãy số tự nhiên các con. Đấy các con viết vào. Dãy số 0, 1, 2, 3 là dãy số. Vì dãy số 2, 4, 6, 8 là một dãy số. 2, 4, 6, 8 là một dãy số. Như là 1, 4, 7, 10 cũng là một dãy số nha. Các bạn viết cái này vào. Sau đó thầy sẽ giải thích cho các con. Đây thì như này các con nhé. Người ta cho một cái dãy số như này này. Cái 0, 1, 2, 3 vân vân. Hoặc là 2, 4, 6, 8. Hoặc là 1, 4, 7, 10. Tức là các cái phần này, các số nó được xếp vào cùng với nhau thì gọi là một dãy số. Được chưa ạ? Đấy, dãy số nó hiểu một cách đơn giản nó như thế. Và các dãy số ấy thì nó sẽ tuân theo một cái quy luật nào đó. Các con viết cho thầy từ xuống dưới, từ quy luật. Từ quy luật nha. Nó sẽ có một cái quy luật. Trong này đây các bạn thấy này, người ta gọi là dãy số cách đều. Dãy số cách đều có nghĩa là hai số hạng liên tiếp thì nó hơn kém nhau một khoảng. Thì chúng ta cùng phân tích này. Ở đây ta có 0 cộng 1 thì bằng 1, 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 1 bằng 3. Thì theo các con thử đoán xem số tiếp theo đây sẽ là số bao nhiêu. Comment cho thầy. Đúng rồi, đấy là số 4. Rất tốt. Ok, tiếp tục nè, ta có dãy nè 2, 4, 6, 8. Thì chúng ta thấy là 2 cộng 2 thì bằng 4, 4 cộng 2 bằng 6, 6 cộng 2 bằng 8. Thì cái này nó cách nhau một khoảng là bằng 2 đơn vị. Và các con thử đoán xem số tiếp theo là số nào, các con comment. Đúng rồi. Rất tốt. Chưa, đừng comment trước nhá. Đừng comment trước. Đúng rồi, thì ta sẽ cộng là 2 cộng 4 bằng 6. 2 cộng 2 bằng 4, 4 cộng 2 bằng 6, 6 cộng 2 bằng 8, 8 cộng 2 bằng 10. Đúng rồi. Thế tiếp theo, ví dụ 3, ta có 1, 4, 7, 10 thì tiếp theo sẽ là bao nhiêu? Đúng rồi, nó sẽ là 13. Rất tốt.
Nào các bạn khác comment nào. Đúng rồi, ở đây ta sẽ có 1 cộng 3 thì bằng 4, 4 cộng 3 thì bằng 7, 7 cộng 3 bằng 10, 10 cộng 3 thì bằng 13. Yes. Và những dãy số như vậy thì gọi là dãy số cách đều. Cho thầy Thành hỏi bao nhiêu bạn đã hiểu về dãy số cách đều, comment là con hiểu. Nào bây giờ các con đã sẵn sàng để chúng ta sẽ viết thêm các số hạng và dãy số chưa? Nào tất cả hãy chuẩn bị cho thầy bút đâu, bút đâu. Rồi giấy đâu, giấy đâu, giấy nháp, có bút có giấy nháp rồi đúng không? Giờ ta sẽ dãy số sau nhé, comment cho thầy nào. Sẵn sàng nè, bắt đầu nhé. Nào xem là bạn nào sẽ làm đúng và nhanh việc cho thầy có dãy số sau nè. 5 10 15 và số tiếp theo là bao nhiêu, comment. Wow, tuyệt vời đó. Các bạn đã làm rất là tốt. Đúng rồi, tiếp theo là số 20. Đấy là gọi dãy số nha. Chính xác, số tiếp theo là số 20. Nào, bây giờ một ví dụ khác. Thầy có 4 9 14. Và số tiếp theo là số nào? Comment. Rất tốt. Các bạn đã hiểu rồi đấy. Tiếp tục chúng ta sẽ làm một dãy số khác nha. Dãy số cách đều khác đó là 5 7 9 11 và số tiếp theo là số nào? Comment. Đúng rồi, rất tốt. Rất tốt. Nào cho thầy Thành hỏi bao nhiêu bạn đã hiểu về dãy số cách đều, comment con hiểu. Rồi ok nha. Rồi ok. Đó. Đơn giản là này này. Rồi không, bạn Anh Tuấn là hơi hiểu thì giảm thêm để bạn rõ nha. Nó là như này này. Ở đây ví dụ như là thầy có 5 cộng 2 thì bằng 7. Đây là cộng 2 à. Xong 7 lại cộng 2 nữa thì bằng 9. 9 lại cộng 2 thì bằng 11. Và cái khoảng cách này này thì người ta gọi là đây là các khoảng cách, khoảng cách nha. Và như thế thì gọi là dãy số cách đều, khoảng cách giống nhau thì gọi dãy số cách đều. Bạn Anh Tuấn đã hiểu phần này chưa? Anh Tuấn đã hiểu chưa? Tốt đấy, thầy khen con. Thế việc ngược lại dãy số cách đều thì nó là gì? Nó là sang phần 2 là dãy số không cách đều. Trong vở các con có nha, dãy số không cách đều. Wow, dãy số không cách đều thì nó là cái gì nhỉ? Thì chúng ta tưởng tượng là giữa hai số ấy, giữa hai số hạng ấy, nó không có khoảng cách không bằng nhau. Nào, bây giờ thầy có dãy số này,
Các con viết vào cái phần này thì viết vào vở để chúng ta nhớ. Cái số 1, cái ví dụ 1 là dãy số 2, 3, 5, 8, 13, vân vân. Thì cái đề gọi dãy số 0 cách đều. Bởi vì chúng ta thấy thế nào ạ? Ở đây 2 với 3 thì ta có là nó là 2 cộng 1 thì bằng 3. 3 cộng 1 thì ồ nó lại không phải, số tiếp theo không phải là cộng 1 đúng không nào? Ok, rồi tốt, được rồi nhé. Vậy thì ở đây gọi là dãy số 0 cách đều. Dãy số 0 cách đều có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là nó theo một quy luật nào đó. Các con viết vào. Dãy số 0 cách đều là nó sẽ tuân theo một quy luật nào đó. Nó sẽ tuân theo một quy luật nào đó. Đó. Ví dụ như bài này thì các con nhìn thấy này. Ở đây chúng ta thấy là 2 cộng 1 à 2 này, 3, 5, 8 và 13 thì cách làm ta sẽ làm như sau này. Ta để ý thấy ta đếm từ phải từ sau ấy, từ dưới cùng quay trở lại. Thế đây là số thứ nhất, số thứ hai và số thứ ba. Ta có số 5 này thì nó bằng 2 cộng 3. 2 cộng 3 thì bằng 5. Sau đó ta lại lấy 5, 3 cộng 5 thì bằng 8. Xong 5 cộng 8 thì bằng bao nhiêu ạ? Nó bằng 13. Xong 13 cộng 8 thì bằng 21. Các con rõ phần này chưa? Vậy quy luật của dãy số này là gì? Mỗi một số hạng đấy. Bên kia bên phòng của bố đóng cửa chưa? Ở đây ấy thì khi chúng ta mỗi số hạng nó bằng tổng của hai số hạng trước đó nha. Được rồi. Các con đã rõ phần này chưa? Giờ chúng ta sẽ lấy một ví dụ khác này. Giờ thì có là 3 4 7 11, 18. Số tiếp theo là số nào? Các con hãy comment cho thầy. Ok, rồi các con đã hiểu rồi đúng không? Thì ở đây ta có này, 3 cộng 4 thì bằng 7, 4 cộng 7 bằng 11, 11 cộng 7, 7 cộng 11 bằng 18, và 11 cộng 18 bằng 29. Rồi, rất tốt. Vậy các con đã hiểu dần về dãy số chưa? Đã thấy dễ hiểu chưa? Rồi, dễ hiểu rồi đúng không nào? Cái này á, thì các con viết phần 2 vào cho thầy. Viết phần 2 này vào. Lấy nào. Viết phần 2 về nhé.
Viết vào vở đây, chúng ta phải viết cái gì đó vào vở. Thì ở đây các con viết cho thầy này, quy luật. Phải viết chữ quy luật của cái dãy này. Quy luật này. Mỗi số hạng bằng tổng của hai số hạng đứng liền trước nó. Đó là quy luật nha. Các bạn viết xuống. Ok. Được rồi. Ok, được rồi, rồi. Ok, chị Vượng cứ đi đi nha. Các con đã rõ phần này chưa? Đó là dãy số không cách đều. Ví dụ, một cái ví dụ tiếp theo. Wow, bây giờ các con nhìn này. Trong dãy số không cách đều ấy, thầy lưu ý một số các ví dụ sau này. Ví dụ số 2 là 1, 4, 9, 16. Thì các con thử đoán xem cái số tiếp theo sẽ là số nào. 1, 4, 9, 16. Các thử đoán xem số tiếp theo là số nào. Wow, tuyệt vời. Thầy đã nhìn thấy có một số bạn, một số bạn đã viết được, rất hay. Đúng rồi, cái quy luật này nó rất là nổi tiếng. Có nghĩa là gì? Mỗi một số hạng thì bằng thứ tự của nó nhân với thứ tự của nó. Các con có biết tại sao là ở đây 1 này thì nó chính bằng 1 nhân 1. Cái số thứ 2 này, số thứ 2 nhé, thì bằng 2 nhân 2 nó bằng 4. Số thứ 3 ấy, thì ta lấy 3 nhân 3 thì bằng 9. Số thứ 4 thì bằng 4 nhân 4 bằng 16. Và số thứ 5 là bằng 5 nhân 5 bằng 25. Đó, bao nhiêu bạn đã rõ cái quy luật này rồi, comment cho thầy con rõ. Ok. Được rồi nhá, quy luật này nhớ chưa? Cứ có 1, có 4, có 9, có 16 thì sẽ là 25. Nhớ rồi đúng không? Ok. Tiếp theo. Một quy luật này là quy luật siêu hay này. Nó sẽ là 2 6 12 20. Đấy, quy luật này rất hay luôn. Quy luật này rất hay. Thầy xem bạn nào sẽ là bạn xuất sắc hôm nay đoán được cái quy luật của dãy này. Chúng ta đừng comment theo bạn nha. Đừng comment theo bạn. Ở đây.
Rồi, phần này không sao vì đây là một cái phần mới các con chưa biết, thầy sẽ dạy các con. Ta có này. Cái số thứ nhất là 2 này. Số thứ hai là 6, số thứ ba là 12, số thứ tư là 20. Thì cách làm như sau. 2 thì ta sẽ có là 2 nhân 1. Đó, 2 nhân 1 thì bằng 2, được chưa các con? Được chưa? Cái số đầu tiên thì ta có là 2 nhân 1 thì bằng 2. Cái số thứ hai thì lại có 6 này, nó bằng. Thầy viết lại này cho nó dễ này. 1 nhân 2 bằng 2 này. Số tiếp theo lại bằng 2 nhân 3 thì bằng 6. Số tiếp theo thì 3 nhân 4 thì bằng 12. Tiếp theo là 4 nhân 5 thì bằng 20. Nào bây giờ comment cho thầy số tiếp theo trong dãy này sẽ là bao nhiêu. Ok, đúng rồi, đúng rồi, các bạn rất là thông minh đúng không? Đúng rồi nhá. Đây thầy giảng lại cho Nguyễn Anh Tuấn này. Con nhìn này, ở đây trong cái dãy số này ta có này 2 6 12 20, thì quy luật đó là ta chỉ việc lấy là một số thứ nhất là 2, lấy 1 nhân 2 là bằng 2, số thứ hai là 6 thì ta có lấy 2 nhân 3 bằng 6, số thứ ba là 12 ta có 3 nhân 4 bằng 12, và số thứ tư là 4 nhân 5 bằng 20. Bao nhiêu bạn đã rõ cái quy luật này rồi, comment cần rõ. Ok. Đó, dãy số nó đơn giản như vậy thôi. Đúng rồi, thật là rõ luôn, rất là hay đúng không? Đấy, về cái quy luật dãy số ấy thì nó nhiều quy luật. Tuy nhiên hôm nay chúng ta buổi đầu chúng ta học làm quen. Thì thầy sẽ dạy những cái cơ bản nhất. Khi con vào cửa đóng cửa cho thầy. Ok. Được rồi. Wow. Thầy Thành để cho các bạn viết cái dãy số này vào trong vở mình nha. Dãy số không cách đều, toàn viết rồi đề. Thầy cho các bạn 3 phút để các bạn viết cái phần này vào. 3 phút bắt đầu. Tất cả các bạn phải viết vào vở nha. Phải viết vào thì chúng ta mới lưu lại được, không là chúng ta sẽ quên đấy. Trong cái phần dãy số này á thì các con nhớ cho thầy mấy cái kiến thức sau này. Cái kiến thức thứ nhất các con cần nhớ ấy, đó là số hạng. Đó, các con gõ xuống cho thầy từ số hạng nào, hoặc là viết vào vở mình là số hạng. Vậy số hạng là như thế nào? Số hạng là thế này này. Cứ những cái số mà nó nằm ở trong dãy số này người ta gọi chung là số hạng. Đúng không nào? Ví dụ như với phép cộng thì các con đã gặp số hạng trong phép cộng đúng không? Nhưng còn ở trong dãy số, cứ các số mà trong dãy số người ta gọi là số hạng. Được chưa?
Rồi. Con viết cho thầy vào vở cái từ này, từ số hạng vào nhá, viết vào vở. Tiếp theo. Các con sẽ viết cho thầy là số thứ tự. Số thứ tự là như thế nào? Thì các con phải biết là trong dãy số thì nó có dạng như là số thứ nhất, số thứ hai, đó, số thứ ba. Đấy, đúng rồi. Thế bây giờ thầy sẽ đố các con này trong dãy đầu tiên nhá, ví dụ đầu tiên này. Cho thầy biết là số thứ hai bằng mấy? Nào, số thứ hai trong dãy đầu tiên. Comment. Đúng rồi, tốt đấy. Đúng rồi. Trong dãy đầu tiên này, số thứ tư là bằng mấy? Trong ví dụ 1 đấy, số thứ tư là mấy? Người ta chỉ việc đếm thôi, 1 này, 2 này, 3 này, và đây là số thứ tư bằng 8. Đúng rồi. Thì trong dãy số 2, trong thứ hai dãy thứ hai này. Bây giờ đến ví dụ số 2 nhá. Cho thầy biết là số thứ 3 thì bằng mấy? Số thứ 3 bằng mấy? Đúng rồi. Số thứ 3 này, nó đếm này 1 2 3 ở trong cái dãy số 2 này nhá, Khánh Linh nhá. Nó bằng 9, rất tốt. Các con đã hiểu về số thứ tự chưa? Nào, cho thầy Thành hỏi là trong cái ví dụ số 3. Trong ví dụ số 3 này, ví dụ số 3 nhá, để ý nhìn vào ví dụ số 3 này. Số thứ tư ở trong dãy này bằng bao nhiêu? Số thứ tư. Đúng rồi. Thì tương tự như thế, số thứ tư thì bằng 4 nhân 5 đúng không? Bằng 20. Số thứ ba thì bằng 3 nhân 4 bằng 12. Số thứ hai thì bằng 2 nhân 3 bằng 6. Rồi, số thứ năm thì bằng 4. Số thứ năm thì bằng 5 nhân 6. Bằng 30. Nào, các con đã rõ cái ví dụ 3 chưa? Bây giờ thử xem là bạn nào sẽ là người trả lời đúng và nhanh nhất nha. Cho thầy biết trong dãy này số thứ 8 thì bằng bao nhiêu? Trong ví dụ 3, số thứ 8 thì bằng bao nhiêu? Tuyệt vời, Quỳnh Chi đã trả lời xong đầu tiên. Minh Ngọc, Khánh Nam, Đức Anh, Quốc Trung, Gia Hân, Thúy Hạnh, Minh Khánh, Phúc Nam, Minh Long, rất hay. Khánh Linh. Còn các bạn khác, Bảo Ngọc, thầy chưa thấy Hùng Dũng và Chí Vượng comment, Hà Vi nữa. Minh Quân, nhà Sơn Professional. Rồi, số thứ 9 thì ta chỉ việc, số thứ 8 ta chỉ việc lấy 8 nhân 9. Đúng rồi, hay không? Cho thầy Thành hỏi bao nhiêu bạn đã thấy rõ hơn về dãy số rồi? Đã thấy rõ ràng hơn rồi. Các bạn, đúng rồi. Tốt nhé, các bạn đã rõ rồi. Đấy, rõ rồi nhé. Tiếp theo.
Ok, chờ một chút. Hello, nào, cho thầy Thành hỏi nào. Bạn Đức Quân đâu nhỉ? Bạn Đức Quân bật màn hình như thầy xem nào. Đức Quân có hiểu không con? Con hiểu con gõ số 1 cho thầy. Bạn được rồi. Bạn Minh Khánh đâu nhỉ? Minh Khánh. Bạn Minh Khánh đâu nhỉ? Đây ạ. Minh Khánh hôm nay không thấy comment con nhỉ? Con có rõ không? Con rau ạ. Comment nhé. Đúng không? Bạn Chí Vượng đâu? Chí Vượng đưa thầy xem nào. Chí Vượng có rõ không con? Sao thầy chưa thấy comment nhỉ? Phải comment mạnh vào nhá. Thì khi chúng ta tay chúng ta hoạt động thì não chúng ta bắt đầu vận động, rõ chưa? Được chưa? Ok. Ok, nào tiếp tục. Các bạn thích phần này chứ? Các bạn thích phần này, các bạn comment yes. Rồi, ok nha. Tiếp theo. Nào mình sẽ nhắc lại dãy số này. 2, 3, 5, 8, 13 thì số này là 8 cộng 3 bằng 2 cộng 3 bằng 5. 5 cộng 3, 3 cộng 5 bằng 8, 8, 5 cộng 8 13 vân vân. Hiểu chưa? Đấy, 1, 4, 9, 16 thì 25, 2, 6, 12, 20 và đây là 30. Ok. Tiếp theo ta đến dãy lồng, dãy số lồng nha. Comment viết xuống cho thầy và vở dãy số lồng. Dãy số lồng là như nào? Tức là nó ghép hai dãy số lại với nhau. Ghép hai dãy số với nhau. Thầy anh ví dụ. 2, 3, 4, 6, 6, 9. Thì cái phần này chúng ta nhìn này chúng ta rất là khó để mà ta thấy là nó cũng không phải dãy số cách đều đúng không? Nó không theo một cái quy luật là thì nó chính là lồng như này các con này. Thầy vẽ cho các con rồi. 2 cộng 4 là 2 cộng 2 thì bằng 4. Xong 4 lại cộng 2 thì bằng 6. Thì ở đây tôi lại có là 3 cộng 3 ở dưới này. 3 cộng 3 thì bằng 6. Xong lại 6 cộng 3 thì bằng 9. Thế bây giờ số này thì ta lại phải lấy gì? 6 cộng mấy? Cộng 2 thì bằng bao nhiêu? Thì số này bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu các con? Thì nó sẽ bằng 8. Đúng rồi, sau số 8 thì ta phải làm thế nào? Comment cho thầy xem là sau số 8 là bằng bao nhiêu? Ủa, bơ thì câu 21. Ở đây nó sẽ bằng là gì? Đây là 3, 6 cộng 3 thì bằng 9, xong lại 9 cộng 3 và kết quả bằng 12. Rồi, các con đã hiểu về dãy lồng chưa? Dãy số lồng chưa? Con rõ với dãy lồng này được rồi nha. Bây giờ các con viết cái phần này vào. Viết cái dãy số lồng vào nha. Thầy cho con 2 phút để con viết vào đây. Phải viết vào trong vở của mình.
Chưa hiểu chỗ này à? Không sao, thầy hướng dẫn lại nhé. Cái dãy số lồng ấy thì nó như này này, nó chính là hai dãy số ghép với nhau. Nào, bây giờ thầy Thành sẽ hướng dẫn thêm về dãy lồng ấy nhá. Dãy số lồng nó như này này, nó chính là hai dãy. Dãy thứ nhất nó chính là dãy gồm có 2, 4 và 6. Được chưa? Nào, con nhìn thấy số 2, số 4 và số 6 chưa? Đây, cái số mà thầy đánh màu xanh đây. 2, 4, 6 đây. Nào, các con rõ chỗ này, con comment số 3 đây. Đúng rồi, bây giờ là đến một dãy số 2, nó lồng lại. Dãy số 2 nên là gồm có 3, 6 và 9. Nó có 3, có 6 và có 9. Đấy, các bạn rõ chỗ này, các bạn comment cho thầy. Đây, 3 đây. Nó là 3. Ba đây, 6 đây, 9 đây. Các bạn rõ này, các bạn comment thấy số 31 rồi thầy. Đó. Thế có nghĩa là ta có 3 cộng 6, 3 thì bằng 6, 6 cộng 3 bằng 9, thì chỗ này phải cách ra đây, 9 cộng 3 12. Ở đây thì ta có 2 cộng 4. 2 cộng 2 thì bằng 4, 4 cộng 2 bằng 6, vậy 6 cộng 2 thì bằng 8. Các con đã rõ dãy lồng chưa? Con rõ dãy lồng, con comment cho thầy là đã rõ đi. Đó, sau khi thầy giảng lại thì các con rõ rồi đúng không? Rồi, nào bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Sang phần tiếp theo nhé. Con viết cho thầy 4. Tính số lượng số hạng trong dãy số cách đều. Cái này các con viết vào vở cho thầy. Các con viết xong này, viết cái này là viết cái tiêu đề vào vở thầy. Sau thầy sẽ dạy các con. Viết xong các bạn comment cho thầy số 4. Viết xong cái tiêu đề comment số 4 cho thầy. Nhanh 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 nhanh. Các con còn nhớ dãy số cách đều đúng không? Dãy số cách đều có nghĩa là gì? Có nghĩa là hai số hạng nó liền nhau thì nó có một khoảng cách là bằng nhau. Đấy, khoảng cách giữa các số hạng ấy, nó bằng nhau. Thì ở đây chúng ta làm thế nào đếm được để tính được số lượng số hạng trong dãy số cách đều? Nào, làm nào tính được nhỉ? Đơn giản là chúng ta đi làm gì? Chúng ta đếm. Cách đơn giản là chúng ta đếm đúng không? Nào, bây giờ chúng ta đếm nha. Bây giờ thầy tính nhanh cho thầy, bắt đầu đếm này. Bây giờ thầy có dãy số sau này. Đây, số 1, 2, 3, 4, vân vân. Đến số 9, đếm cho thầy xem là tính cho thầy là dãy này có bao nhiêu số, comment. Đúng rồi, từ 1 đến 9
Có mấy số? 1, 2, 3, 4. À đấy, đã có những bạn là comment. Rồi. Thì nó như thế này. Cái dãy số ấy, cái đoạn dấu chấm chấm này, ba chấm này, các con này, nó là cái phần mà nó còn nữa mà người ta không viết lên đây. Cho nên là chúng ta không chỉ đếm là 1, 2, 3, 4 mà nó còn cái phần chấm chấm. Nếu dãy này ta viết đầy đủ nó sẽ là như này này. Nó sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vậy có tất cả bao nhiêu số? 9 số đúng không nào? Đúng rồi. Rồi xong nhá. Nào bây giờ các bạn sẽ đếm cho thầy dãy sau có bao nhiêu số. 1, 2, 3, 4, vân vân. Cái này Việt nó dài ra đây. Cho đến 19 này. Nào thì comment cho thầy có bao nhiêu số. Từ 1 đến 19 thì bao nhiêu số? Wow, các bạn rất nhanh. Đúng rồi. Từ 1 đến 9 thì có 9 số. Vậy từ 1 đến 19 thì có 19 số. Rất tốt. Tốt, tốt, tốt. Nào bây giờ thầy lại có một cái ví dụ nữa. Bây giờ thầy có từ 1, 2, 3, 4, vân vân. Đến 99 này, xem có bao nhiêu số comment. Wow, đúng rồi. Rất tốt. Rất tốt, các bạn làm rất nhanh thì có 99 số. Đúng rồi, vì chúng ta sẽ suy luận được ra đúng không? Thế nhưng mà bây giờ nó lại có cái này. Bây giờ vào tư duy cao hơn này. Bây giờ lại thầy lại có từ 15, 16, 17, 18, vân vân vân. Và nó đến số 39. Thì có bao nhiêu số? Wow. Đó. Vậy thì làm thế nào để biết là nó có bao nhiêu số ở đây? Đó, có bạn thì nói là 39, có bạn nói là 24, có bạn thì nói là 25. Đó. Đúng rồi. Rồi. Ok, rồi. Các bạn nói là có 39 số. Các bạn nói 25 số. Rồi, ok, rồi nha. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn đây. Tất cả các ý comment các bạn đều tốt. Hết rồi, thôi còn để môn đấy, đừng mở nhiều môn dạy học còn. Ok. Nào. Bây giờ đến đây chúng ta sẽ làm thế nào? Thì các con nhìn này. Em bấm nhẩm tờ bằng 24 đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ thấy này. Bây giờ ta có là từ 1 đến 39 thì có bao nhiêu số? Thì có 39 số đúng không? Được chưa? Nào các bạn rõ chưa này, các bạn comment số 1 cho thầy. Từ 1 đến 39 thì có 39 số đúng không? Đúng. Thế bây giờ từ 15 đến 39 thì có bao nhiêu số, vì ta sẽ làm thế nào? Ta sẽ đếm là từ 1 đến 14. Từ 1 đến 14 thì có bao nhiêu số? Có 10, 14 số. Đúng không? Vậy bây giờ ta tính là từ 15 đến 39 thì có bao nhiêu? Ta lấy tổng cái số 39 này.
trừ đi 14 số này. Vậy bằng bao nhiêu? 39 trừ 14 bằng bao nhiêu? Bằng 25. Yes, các bạn đã thấy hay chưa? Các bạn đã thấy cái cách tính này hay chưa? Đúng rồi, bây giờ để tìm từ 1, từ 15 đến 39 thì ta sẽ không thể đếm hết được đúng không? Thì ta phải làm thế nào? Ta phải tính từ 1 đến 39 thì qua 9 số, cái này dễ đúng không? Thế bây giờ tính từ 1 đến 14 thì nó có 14 số thôi. Thì việc còn từ 15 đến 39 thì ta chỉ việc lấy 39 trừ 14 thì bằng 25 số. Yes. Cho thầy hỏi ba cho bạn đã thấy phần này dễ rồi, comment em thấy dễ rồi. À. Các bạn thấy dễ chưa? Các bạn muốn làm một ví dụ khác không? Ví dụ khác để chúng ta tính cái số lượng số hạng trong dãy nhanh nhá. Nào, bây giờ cho thầy hỏi bao nhiêu bạn đã sẵn sàng cái cách tính này rồi. Copy cái này lại. Ok. Rồi. Bây giờ thầy vào đố các em này, xem các cái siêu sao của thầy sẽ làm như nào nhé. Bây giờ thầy sẽ đố là từ đây, từ dãy này xem có bao nhiêu số nhá. Bây giờ thầy lại có 10 17 18 19 phải vân vân đến số cuối cùng này nó chính là 98. Wow, tính cho thầy xem nào có bao nhiêu số đây, cách làm như thế nào. Wow, chào các bạn, làm nhanh quá, siêu nhanh luôn đó. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Các bạn làm rất xuất sắc. Rất xuất sắc, rất hay, rất hay. Thế bây giờ ta có là từ 1 đến 98 thì có 98 số đúng không? Xong lại tính từ 1, đây thầy viết đây. Từ 1 đến 98 thì có 98 số. Bây giờ ta đi tìm từ 1 đến 16 thì có 16 số. Bây giờ từ 1, từ 17 đến 98 thì có, ta chỉ việc lấy 98 trừ 16 thì bằng 82. Yes. Cho thầy hỏi ba cho bạn đã rõ phần này, comment em rõ đây nào. Đúng rồi. Hay không? Các bạn thấy phần này hay không? Hay đúng không? Đấy, hay. Rất là hay đúng không? Thế nhưng mà vấn đề nó lại đặt ra là như thế này này. Không phải lúc nào nó cứ đếm cứ 1, 2, 3, 4, 5 nó dễ như vậy. Có những lúc ấy, nó lại gặp cái bài toán nó lại hóc búa hơn.
Thì khi đó chúng ta sẽ làm thế nào? Thì chúng ta sẽ đến với ví dụ sau. Đây, cái này dãy số này thì có bao nhiêu số hạng? 5, 10, 15, vân vân. 50. Thì có bao nhiêu số hạng? Comment cho thầy. Đây, các bạn đã thấy bắt đầu hay dần rồi đúng không? Và như vậy thì cái cách tính của chúng ta lúc nãy ấy, nó không còn đúng nữa rồi. Nó không đúng với trường hợp này. Rồi, không sao, các bạn cứ comment thoải mái nha. Thầy không đánh giá chuyện đúng sai ở đây. Cứ comment rất tuyệt vời. Ok. Nào, bây giờ phần làm phần này nhé. Phần này thì sẽ làm thế nào? Thế con nhìn đây. Bây giờ muốn biết dãy này có bao nhiêu số hạng, người ta làm này này. Ta đếm thôi, 5, 10, 15. Ta viết tiếp. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Vậy ta đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Đấy, vậy là bằng 10. Các bạn, ba bạn đã rõ kết quả 10 rồi. Các bạn đã rõ kết quả 10 chưa? Đấy, bây giờ các bạn biết là kết quả 10 rồi đúng không nào? Đúng rồi, vậy ta trả lời là dãy trên có này thì ta có là có 10 số hạng. Đấy. Đúng không? Hay chưa các con? Thế nhưng mà vấn đề đặt ra là gì? Chứ chẳng nhẽ bây giờ cứ suốt ngày ta cứ viết mãi cái dãy số nó dài ra. Đúng không con? Chả cái đếm thì đếm hết bằng tay xong rồi đếm bằng chân à? Mà tay chân nó hết rồi thì lại làm nào? Đúng không? Thế thì may đây là nó có 10 số thì ta đếm 5 ngón tay, 2 bàn tay là đủ 10. Thế vì dãy nó có 20 thì làm thế nào? Dãy nó có 20 số thì lại đếm bằng 2 bàn chân đúng không? Thế vì chẳng may cái dãy số mà nó lại có 25 số thì làm thế nào? À, thầy biết đấy, một số bạn mà là lấy cái tay của bạn, mượn tạm tay của bạn bên cạnh để đếm đúng không? À, như vậy thì chúng ta phải có một cái giải pháp cho việc này. Cho thầy Thành hỏi bao nhiêu bạn muốn biết giải pháp có thể đếm nhanh bất kỳ một dãy số cách đều nào, comment là em muốn, thầy sẽ cung cấp cho các con một công thức siêu siêu hay này. Các con có thể đếm bất kỳ một dãy nào. Ok, đúng rồi nha. Đúng rồi. Vậy thì nó sẽ có một cái công thức như sau. Công thức như sau này. Đầu tiên, các con phải xác định cho thầy cái số hạng đầu tiên trong dãy nào. Trong dãy này số hạng đầu tiên là số nào? Comment. Đúng rồi. Bài này ta phải xác định. Bước 1 là ta có số đầu tiên là mấy? Là 5, đúng rồi. Rất tốt. Tiếp theo cho thầy biết là số cuối cùng, số cuối là số nào? Số cuối là số nào? Đúng rồi, số cuối là số 50.
Đúng rồi, một cái bước 2 mà chúng ta cần phải xác định được. Bước 1 nha, đây là bước 1 này. Là xác định được số hạng đầu tiên này, số hạng cuối cùng này. Bước thứ hai là ta phải xác định khoảng cách. Nào, khoảng cách của dãy của hai số liên tiếp là bằng mấy? Khoảng cách là bằng mấy các con? Từ hai số nó cách nhau mấy đơn vị? Đúng rồi, khoảng cách là bằng 5. Nha. Thì đến bước 3 ta dùng công thức này, bước 3. Ta sẽ dùng công thức sau này. Mở ngoặc. Tính số lượng số hạng nha. Này, số lượng số hạng của dãy là ta sẽ lấy mở ngoặc lấy số cuối cùng. Số cuối là 50. Trừ đi số đầu tiên là trừ 5. Sau đó chia cho khoảng cách là chia cho 5. Tính cho thầy. 50 trừ 5 bằng bao nhiêu? Bằng 45. 45 chia 5. À chưa, đây ta phải có cộng 1 nữa. Cộng 1. Đấy chính là công thức. Đúng rồi. Ta có 50 trừ 5. Sau đó chia khoảng cách cộng 1 bằng 10. Nhanh không các con? Nhanh chưa? Nhanh rồi đúng không? Và từ đây ta rút ra một cái công thức tổng quát như sau. Là số lượng số hạng cho nó chữ màu đỏ lên. Số lượng số hạng thì bằng mở ngoặc số cuối trừ số đầu chia cho khoảng cách. Rồi cộng 1. Đó, đây chính là công thức và đóng khung vào cho thầy. Đóng khung cái công thức này vào. Các bạn hãy đóng khung cái công thức này vào. Rồi, rất tốt. Các bạn đã rõ công thức này chưa? Đây, chiếu lên nha. Các bạn viết cho thầy phần 4 này vào. Thầy sẽ dành cho các bạn là 4 phút đây. 4 phút các bạn viết cái này vào. Viết vào trong vở mình nhé nha, viết vào vở ô ly. Và đây sẽ là bảo bối cho các con. Các con sẽ làm bất kỳ bài toán nào về tính số lượng số hạng trong một dãy số cách đều. Rồi Tuấn Anh vừa mới vào, Tuấn Anh vào, Tuấn Anh hiểu cái này chưa? Tức là để tính số lượng số hạng trong dãy ấy, thì ta xác định được số đầu tiên, xác định được số cuối cùng. Bây giờ dãy này 5, 10, 15, 20 vân vân đến 50. Thì ta xác định số đầu tiên, xác định số cuối cùng lấy 50. Ta lấy số cuối cùng trừ đi số đầu tiên, số cuối trừ số đầu. Chia cho khoảng cách giữa hai số đây bằng 5 rồi cộng 1. Vậy ta có 50 trừ 5. Xong rồi đóng mở ngoặc cái chia 5 cộng 1 thì chỗ này bằng 10. Nào, cho thầy Thành hỏi là các bạn đã rõ cái công thức để tính số lượng số hạng trong dãy số cách đều chưa? Các bạn đã sẵn sàng để chúng ta tính nào, các bạn có muốn thử xem là ai sẽ là người tính nhanh ở trong phần tiếp theo không? Thầy vẫn để cái phần này đây nhé. Đây, để công thức đây cho bạn nhớ này. Nào, bây giờ tính nè, sẵn sàng nhé. Ok. Cho thầy biết là dãy số sau có tất cả bao nhiêu số hạng. Dãy số đó là
4, 6, 8, vân vân. Các số ở giữa còn rất nhiều. Đến 40. Nào, tính cho thầy xem là dãy này có bao nhiêu số hàng. Tuyệt vời, bạn Hạnh đã xong, Bảo Ngọc đã xong, Quỳnh Chi đã xong. Anh Đức đã xong, Phúc Nam đã xong, Lê Minh đã xong, tuyệt vời. Đức Quân đã xong, Minh Ngọc đã xong. Hay quá. Quang Minh đã xong, Minh Giang đã xong, Hùng Dũng đã xong. Wow. Hay không? Rồi. Rất tốt. Rồi, chúc mừng các con. Và kết quả đây chính là bằng, ta chỉ việc lấy 40 là số cuối cùng, trừ đi 2 là số đầu. Khoảng cách là bằng 2, 40 trừ 2 38, 38 chia 2 19, 19 cộng 1 bằng 20. Chúc mừng các bạn là bằng 20. Quang Minh ơi, 9 giờ 40 tan con nhé, Quang Minh nhé. Được rồi, tiếp theo. Các bạn đã sẵn sàng làm chưa? Làm tiếp nè. Bây giờ sẽ có số sau. 3, 6, 9, 12, vân vân vân. Đến số 45. Tính cho thầy xem là dãy này có tất cả bao nhiêu số hàng. Bắt đầu. Tuyệt vời, đã có bạn tính xong. Ô, hay quá. Rất hay. Rất hay. Quốc Trung, Anh Đức, Minh Long, Thúy Hạnh, Bảo Ngọc, Chí Vượng, Phúc Nam. Wow, hôm nay các bạn học nhanh thế nhỉ. Minh Quân, Đức Quân, Quang Minh, Minh Ngọc, Hà Minh Giang, Hà Vi, Gia Hân, Khánh Linh. Rất tuyệt vời, rất tuyệt vời, đúng không? Khánh Nam. Đấy, các bạn đã hiểu công thức rồi. Có công thức rồi thì làm gì chả được, đúng không? Đơn giản là ta chỉ việc lấy là 45 trừ đi 3, sau đó chia cho khoảng cách bằng 3 cộng 1. Vậy ta có 45 trừ 3 42, 42 chia cho 3 thì bằng 14, 14 cộng 1 bằng 15. Yes. Cho thầy thầy hỏi 3 cho bạn đã thực sự hiểu cái công thức này rồi. Comment là em đã thực sự hiểu. Phải có chữ thực sự vào thì nó mới hấp dẫn. Nào, hãy comment nào. 3 cho bạn đã thấy thực sự hiểu cái bài này rồi. Ui, còn siêu hiểu, wow, hay thế. À, Tuấn Anh bận vào đây là em hơi một tí. Đó, thực sự hiểu rồi, đúng không? Thực sự hiểu, rất tuyệt vời, đúng rồi. Con đã thực sự hiểu, con đã thực sự hiểu. Ui giời, bạn Gia Hân, con thực sự hiểu. Gia Hân hét lên vì sung sướng, đúng không? Ok. Rồi. Bây giờ thì các con có thấy là bất tất cả những các cái phần nào mà liên quan dãy số cách đều các con đều phải tính được, đúng không? Nào, bây giờ tính nhanh cho thầy số dãy sau. Bây giờ thầy lại có là 3, 4, 5, 6, vân vân. Năm nay là năm 2021. Vậy tính cho thầy số này, dãy này có bao nhiêu số hàng? Tính nhanh. Tính nhanh, tính nhanh. Nào, có bao nhiêu số hàng? Công thức: số cuối trừ số đầu chia khoảng cách cộng 1. Rồi, Bảo Ngọc đã xong, Quỳnh Chi đã xong, Hùng Dũng đã xong, Thúy Hạnh đã xong, Minh Long, Minh Ngọc, Gia Hân, Phúc Nam, Anh Đức,
Chí vượng. Wow, Gia Hân lại còn biểu diễn ở đây à? Rồi, ok, rất tuyệt vời. Nào còn các bạn khác? Minh Quân, Hà Vi. Khánh Nam. Wow, tuyệt vời quá. Các bạn đã hiểu rồi đúng không? Khi các bạn đã có công thức rồi, các bạn đã hiểu về nó rồi thì các bạn làm dễ đúng không? Rồi. Ok. Bây giờ có lẽ là tính số lượng số hạng trong dãy số cách đều nó sẽ là quá đơn giản với các con đúng không? Ok, rồi được rồi. Bây giờ có thử thách gì cho các con nhỉ? Đây. Bây giờ có thử thách này nha. Nào thử thách nha. Bây giờ thầy có tính cho thầy dãy sau có bao nhiêu số hạng này. Thầy có 2 này, 5 này, 8 này, 32. Nào, vân vân đến số 32. Nào tính nhanh cho thầy có bao nhiêu số hạng, tính nhanh. Wow, ấy hay quá, rất hay, rất hay. Quốc Trung kiểm tra lại con. Quỳnh Chi Phúc Nam là các bạn làm tốt rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, mình hiểu rồi đúng không? Ở chỗ này nhá, giảng lại để cho Tuấn Anh rõ này. Anh Tuấn này, anh Tuấn nhìn này. Ta lấy số cuối là 32 trừ đi tính số lượng số hạng đúng không? Trừ đi số đầu là bằng 3. Trừ số đầu bằng 2. Sau đó chia cho khoảng cách đây này, hai giữa hai số hạng là khoảng cách nha, 2 cộng 3 bằng 5, 5 cộng 3 bằng 8, tức là chia cho khoảng cách bằng 3. Rồi cộng 1. Thì ta có 32 trừ 3 trừ 2 30, 30 chia 3 10, 10 cộng 1 bằng 11. Cho thầy Thành hỏi bạn Tuấn Anh đã, bạn anh Tuấn đã rõ chưa anh Tuấn? Anh Tuấn hôm nay bận thi cho nên là vào muộn, chưa rõ phần này. Bạn anh Tuấn đã rõ chưa? Yes, ok. Cho thầy hỏi bao nhiêu bạn hôm nay đã học được rất nhiều các kiến thức? Comment cho thầy số 1 nào. Vậy là từ nay mình đã có một cái công thức, mình đã có bảo bối để mình làm các số hạng trong dãy số cách đều đúng không? Ok. Rồi. Các bạn hãy comment cho thầy vào trong cái ô chat trong Zalo của lớp, là nhóm Zalo của lớp. Đây là nhóm Zalo của lớp nha. Bao nhiêu bạn cảm thấy rất là thích thú khi trong buổi học ngày hôm nay với những kiến thức rất là hay, comment cho thầy vào trong nhóm Zalo của lớp. Nếu bạn thấy thích thú, bạn thấy hay, bạn thấy thú vị với buổi học thì comment cho thầy nào. 2 phút cho các bạn làm việc này. 2 phút bắt đầu. Phúc Nam lúc nào cũng comment rất là nhanh. Hôm nay thấy rất vui. Còn Minh Quân thì nói là hôm nay học rất là hay. Wow, bạn Khánh Nam thì nói là buổi học hôm nay siêu siêu tuyệt vời.
Còn bạn Thúy Hạnh thì nói là hôm nay học được thêm nhiều nội dung hay. Bạn Minh Long thì siêu thích luôn. Đấy, bạn Gia Hân thì rất là thích buổi hôm nay. Khánh Linh thì rất là thấy thích thú. Quỳnh Chi thì rất là vui. Ok. Đấy, Bảo Ngọc thì là em rất thích buổi học hôm nay. Thầy dạy siêu đỉnh. Đức Quân thì buổi học này rất là vui. Ui, bạn Đức Quân vui quá. Ok, là các bạn khen nào. À, bạn Kim Tiến này, thầy không nhớ là bạn nào, thầy rất là thích. Ok. Rồi, bạn Phúc Nam thì em rất thích. Bạn Anh Tuấn thì mới vào nhưng đã hiểu rồi, rất tuyệt vời. Đó, bạn Quốc Trung thì thấy rất là thích thầy ạ. Đức Quân thì rất là thích. Ok. Rồi, rất vui khi được học thầy. Ok. Rồi, bây giờ thì rồi, các con rõ rồi đúng không? Con rõ rồi, ok nhá. Hôm nay thì thầy sẽ dành cho các con thêm một phần nho nhỏ nữa. À, Minh Ngọc thì nói là hôm nay vô cùng thú vị. Tại hôm nay dành cho con một cái cách cách tính nữa nha, cách tính tính tổng. Chỗ này thì dạy nhanh thôi. Nào, bây giờ tính tổng nha. Tính tổng thì làm thế nào? Ví dụ bây giờ thầy có là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7 cộng 8 cộng 8 cộng 9 và cộng 10. Nào, bây giờ tính cho thầy xem là cái này này bằng bao nhiêu nhỉ? Tính kết quả này. Xong, rất là hay. Các bạn đã làm xong. Chí Vượng đã xong. Gia Hân, Quỳnh Chi, Thúy Hạnh, Khánh Nam, Phúc Nam, Chí Vượng, Minh Long, Sơn, Đức Quân, Gia Hân, Minh Long, nào các bạn khác, à, Anh Đức, Quỳnh Chi, Minh Quân. Ok, và chúng ta thấy này, để cộng nhanh cái phần này, nếu bạn nào mà lấy cộng lần lượt 1 cộng 2 bằng 3, 3 cộng 3 bằng 6, 6 cộng 4 bằng 10, 10 cộng 5 bằng 15, 15 bằng 6, 21, ai làm như thế comment cho thầy số 1. Bạn nào làm cách khác comment ở số 2. Rồi. Ok. Đây. Nếu các bạn làm cách cộng lần lượt từ trái sang phải thì vẫn đúng, nhưng nó lâu. Bây giờ có một cách rất là nhanh như sau này. Ta ghép này. Ta lấy 1 cộng với 10 thì bằng 11. Đúng rồi. Xong là lấy ghép 2 cộng với 9 thì bằng 11. Xong lấy 3 cộng với 8 thì bằng 11. Xong lấy 4 cộng với 7 bằng 11. Lấy 5 cộng với 6 bằng 11. Ta thấy có mấy số 11 đây? 1 2 3 4 5 11 nhân 5 bằng 55. Nhanh không các con? Bao nhiêu bạn thấy là làm như vậy thì sẽ nhanh hơn? Ok. Đúng rồi nha. Thôi. Rồi, tuyệt vời rồi đúng không nào?
Ok, rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ đã học xong các cái nội dung. Wow, bao nhiêu bạn muốn đang mong chờ cái game mini ở đây nhỉ? Comment cho thầy là số 8 đi. Nào, comment nhanh số 8, số 8. Rồi. À các bạn ạ. Thầy biết là trong cái trò chơi này này, nó là một phần. Và các bạn chơi ở đây như thế nào thì sau này các bạn bước ra cuộc sống nó sẽ như thế. Nha. Cho thầy Thành hỏi là những bạn nào đã từng được xếp một trong 5 vị trí dẫn đầu từ hôm đến nay, được vào top 5 này, comment số 1. Còn bạn nào chưa giờ được vào top 5 thì comment số 2. Tức là ngoài top 5 thì comment số 2. Đó. Ok. Thì thế này này các con này. Ở trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Những cái bạn mà top 1 ấy là những bạn là làm nhanh, làm đúng. Nhưng những bạn ở top 2 thì các bạn, tưởng những bạn mà chưa được vào trong nhóm 5 ấy, thì các bạn vẫn còn cơ hội để chúng ta tiếp tục nỗ lực, đúng không? Đúng rồi. Cho nên là chúng ta phải tiếp tục nỗ lực. Khi mà con đặc biệt mà tiến được vào cái vị trí đứng đầu thì nó rất là tuyệt vời. Thầy biết là nhiều bạn rất là mong muốn được một lần đứng đầu, nhưng mà nó cần phải được qua thử thách. Bao nhiêu bạn sẵn sàng là thử thách, bao nhiêu bạn sẵn sàng là nỗ lực để được tiến vào top đầu, comment là em nỗ lực đây. Phải nỗ lực, không phải một lần đâu, không phải là hai lần đâu. Đúng rồi. Có một cái ông ấy bầu cử tổng thống mà ông bao nhiêu lần thất bại con biết không? Ông 8 lần ông ấy thất bại. Nhưng mà đến lần thứ 9 ông thành công. Thì đó chính là ông Lincoln ấy, tổng thống của nước Mỹ nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mini game đây. Nào các bạn nha, lấy giấy bút nào, bút đâu, tất cả bật camera thì nhìn nào, bút và nháp, phải luôn có bút và nháp, bút nháp nào. Thầy chưa nhìn thấy hết, các bạn bật camera lên, bấm vào phòng nè, bấm vào phòng rồi, thầy nhìn thấy rồi, nhìn thấy bút nháp các con rồi, bấm vào phòng nhanh. Viết tên mình nha, thì thầy Thành mới cổ vũ các con được. Ta có 4 bạn. À các bạn khẩn trương đã có 16 bạn rồi. Ok, đang có 19 bạn đúng không? Nào khẩn trương. Rồi, 20 bạn. Rất đẹp rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu nhé.
Nào cho thầy hỏi là giấy và nháp, giấy nháp và bút của bạn đâu? Một lần nữa tất cả bật camera thầy xem nào. Bật camera lên. Giơ giấy và nháp lên, giơ giấy và bút lên. Ok, rồi, chúng ta sẵn sàng nào, sẵn sàng nhá. Sẵn sàng, rất tuyệt vời, ok. Hôm nay đội chúng ta rất là cân bằng, mỗi đội có 5 người. Và đó là một cuộc tranh tài tuyệt vời. Các con cùng đếm cho thầy. 3 2 1 và bắt đầu. Xuất sắc đúng không? Rồi thầy Thành đọc các bạn nha. Minh Giang này, Hoa Minh Giang, Thúy Hạnh, Lê Sơn, Minh Quân, Khánh Linh, Bảo Ngọc, Quỳnh Chi, Khánh Nam, Quang Minh, Quốc Trung, Gia Hân, Hà Vi, Phúc Nam, Minh Ngọc, Anh Đức, Chí Vượng, Minh Khánh, Đức Quân, Minh Long và Anh Tuấn. Ok, rồi, rất tuyệt vời.